Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Kiên đây. Hôm nay cái video này là Kiên chia sẻ với mọi người cái lan vũ nữ của mình đây mọi người. Cái lan này mình trồng lâu lắm rồi đó. Này nó mới ra được hai ngầm hoa. Mấy năm trước trồng toàn là lá với lại rễ không. Cái lan mình trồng khoảng 4 năm, hơn 4 năm rồi đó. Cái đợt đầu tiên hoa lan nó có sẵn mình mua về đó, tới giờ là 4 năm sau nó mới ra lại được hai ngầm nữa mọi người. Xứ này thì lan vũ nữ này, lan dendro khó trồng, lan hồ điệp là dễ trồng nhất. Mình tại mình thích trồng những cây hoa này chơi sau giờ làm việc giải trí á, chứ còn đi ra ngoài chợ mua thì nó rất là nhiều, nhưng mà ngoài chợ mình mua về thời gian ngắn là nó tàn hả mọi người, tại vì người ta chuyên chở từ trong cái nhà vườn người ta trồng á rồi đem ra, rồi mấy cái siêu thị người ta bán, mấy tiệm bán bông người ta bán, người ta không có chăm sóc kỹ đó, mình mua về mau tàn lắm. Thường thường mấy cái hoa đó mình mua về rồi mình chỉ trồng rồi mình dưỡng những cái đợt hoa sau thôi, mình trồng thì mình thấy nó thích hơn. Nhà mình thì có nhiều hoa lan hồ điệp, mình trồng mà hoa đại hồ điệp với lại tiểu hồ điệp thì nhiều, còn lan dendro mình cũng trồng một vài cây nhưng mà chẳng có bông mọi người, ít ít hoa lắm, tại vì cái lan mà dendro với lại những cái lan vũ nữ này nè ở bên xứ mình khó trồng lắm, trồng ít khi nào ra hoa lắm, thường thường trồng thời gian cái nó bị úng rễ, thối rễ thối gốc nó chết hết à. Hôm nay mình chia sẻ video ngắn này ha về cây lan vũ nữ của mình. Thì trong những tuần tới Kiên dành thời gian để làm những video ngắn khác chia sẻ với mọi người xem cho vui nha, những cây lan kế tiếp của mình. Thì cái video này Kiên cũng xin dừng tại đây nha. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video lần sau của mình. Xin chào.